anh chàng đã chi ra hàng chục nghìn đô la để mua một container vứt bỏ từ nhiều năm trước. Sau khi mở hoàn toàn container, anh chàng phát hiện ra bên trong có một chiếc xe hơi và không thể chờ đợi để kiểm tra. Ngay khi hai anh em vừa dọn xong chiếc sofa, họ phát hiện ra bên trong còn có một két sắt. Hai người đã mang két sắt ra ngoài, anh chàng lại tìm thấy một két sắt khác. May mắn thật tốt lành, anh ta đã dùng một cây gậy sắt gõ vào két sắt suốt nửa ngày nhưng không hề hấn gì. Anh chàng chỉ còn cách gọi một chiếc xe tăng. Đối mặt với sức mạnh của xe tăng, két sắt vẫn không hề hấn gì, thật là bền bỉ. Sau nhiều lần thử, két sắt mới bị ép méo một chút. Cuối cùng họ phải tìm đến máy móc chuyên nghiệp. Két sắt đã được mở ra, bên trong lại là một đống cát. Anh chàng đã tìm thấy vài đồng tiền vàng, chắc chắn là vàng thật, nếu không thì cũng không để trong két sắt. Két sắt thứ hai cũng được mở ra dễ dàng, bên trong cũng là cát. Hai người lại có một phát hiện bất ngờ khác, một chiếc nhẫn đính đầy kim cương. Nếu như đó là thật, lần này họ đã kiếm được một khoản lớn. Cuối cùng chỉ còn lại chiếc xe hơi bên trong, họ đã dùng xe tăng kéo chiếc xe ra và mở phần chống nước. Thật không ngờ đó là một chiếc Bentley năm 2008 và còn mới nguyên chưa đăng ký. Dù đời xe có hơi cũ nhưng vẫn có thể bán được 100.000 đô la. Anh chàng tự nhủ của là một ngày may mắn.